Xin chào tất cả các bạn, đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý một ảnh vision. Thì đây mình sẽ lựa chọn Capture và lấy màu cho tấm hình này. Thì Capture nó rất phù hợp với ảnh vision. Và cái ảnh này chất lượng quay nó cũng khá là tốt, nên là mình chỉ cần chỉnh lại ánh sáng màu sắc một chút thôi. Sau đó thì mình sẽ ra Photoshop để xử lý cái tấm hình này. Bước đầu tiên là Photoshop thì mình sẽ nhập một xóa rác. Với cái bước này các bạn làm càng kỹ bao nhiêu thì cái chất liệu da càng đẹp bấy nhiêu. Sau bước thứ hai thì mình sẽ dùng kỹ thuật High End Detail, hay gọi là Dawn Burn, tô sáng và tô tối để xử lý cái chất liệu da. Thì với cái phương pháp làm này nó sẽ hơi mất thời gian, tuy nhiên đổi lại các bạn sẽ có một chất liệu da rất là đẹp. Nó sẽ giữ nguyên kết cấu cho da. Và sang bước số 3 thì mình sẽ cắt ghép và thay phông. Thì bản chất đây vẫn là cái phông nó thôi, thì mình chế tạo ra hình mặt trăng. Sau đó thì mình ghép hiệu ứng phản chiếu xuống gương, nhìn cái bức hình của mình sẽ lung linh hơn. Sau đó mình cân chỉnh lại một chút về hậu kỳ nắn bóp cho cái tấm hình nó sẽ trở nên mềm mại. Và đây là cái thành quả của mình, các bạn sẽ xem before after này. Before after, nếu các bạn thấy video này hay bài viết thì các bạn nhớ thả tim vào follow cho mình nhé.